Sáng nay ngày 30 tháng 10, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đóng tại Đà Nẵng đã cứu thành công 13 ngư dân gặp nạn do ảnh hưởng của bão số 7 và đưa vào bờ an toàn. Trước đó, vào sáng ngày 28 tháng 10, tàu BD96728 gồm 13 thuyền viên do ông Võ Văn Như, 37 tuổi, trú tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ bị hỏng máy chính. Các thuyền viên nỗ lực sửa chữa máy chính nhưng không thành công. Tàu mất khả năng điều động, không thể về nơi tránh trú bão. Tàu BD96728 liên lạc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận thông tin từ tàu BD96728, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các phương tiện trong khu vực đến hỗ trợ tàu gặp nạn, đồng thời cử tổ kỹ thuật hướng dẫn các thuyền viên tàu BD96728 sửa chữa máy chính. Đến sáng ngày 29 tháng 10, thời tiết khu vực có chuyển biến xấu do ảnh hưởng bởi bão số 7 Noji với gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-4m, biển động mạnh. Tại thời điểm trên, trong khu vực không có phương tiện có khả năng hỗ trợ cho tàu BD96728 do biển động lớn. Những nỗ lực sửa chữa máy chính đều không thành công do nước tràn vào tàu ngày một nhiều. Tàu BD96728 tiếp tục trôi dạt nhanh dưới điều kiện thời tiết xấu khiến 13 thuyền viên gặp nạn hoảng loạn, kiệt sức sau cả ngày tát nước cứu tàu. Trước tình hình nguy cấp, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đang đóng tại Đà Nẵng rời bến cứu nạn thuyền viên tàu BD96728. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận hiện trường. Để giữ an toàn cho tàu, các nhân viên cứu nạn đã lên tàu cá để bơm chống chìm, đưa 13 thuyền viên sang tàu SAR 412 và lai dắt tàu BD96728 thoát khỏi khu vực nguy hiểm về đất liền. Đến sáng nay, tàu SAR 412 đã đưa toàn bộ 13 thuyền viên gặp nạn cùng tàu BD96728 về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.